Vườn Mai Chích Chè Bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em sẽ lên giới thiệu với chúng ta cái hè cúc thọ hương tán thông cả nhà. Wow, trước mặt chúng ta là cây mã số 01 nha. Cái này thì cái tán nó thông ghép được khoảng một mùa mấy rồi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ quay ra hơn cả nhà mình cùng xem nha. Đó, bộ đế đây cả nhà ơi. Đó, hoành của nó là 18, nó đang xù da me luôn nha. Và các cái mắt ghép của nó, cả nhà nhìn cái cây nó kẹo luôn nè cả nhà nhìn ha. Đó, rồi em xoay một vòng luôn. Cây này cao là 108 và ngang là 85 cả nhà. Ngày hôm nay em bán cây này với giá 2.9 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha. Cây mã số 1 là một cây cúc thọ hương ghép nhé cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái tán thông ha, cái này về lấy bao vô tư luôn nè, cả nhà nhìn nè. Rồi xoay một vòng luôn đó ha, cả nhà nhìn nè, cây quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đó, chậm chậm thôi. Rồi cây này em bán 2.9 triệu, bên em bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Tiếp tục là cây mã số 2. Em kinh nổi thôi để. Rồi, cây số 2 là một cây cực kỳ đẹp nha. Cây cũ nở nha cả nhà. Đó, phải nói là lâu lâu mới có lô thọ hương đẹp như thế này nha. Đó, cây này hoành to nè, cây này hoành to nè, bồ đế nha cả nhà. Hoành cây này tới 22 nha, hoành cây này tới 22. Và chiều cao của nó cũng cao ha, cao 1m3 luôn cả nhà. Đó, cao 1m3 luôn nha. Cây này em bán với giá là 3.7 triệu nha cả nhà. Bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Ở tàn đây cả nhà ơi. Rồi xoay một vòng luôn em ơi. Đó, cây này về chúng ta vừa lấy bo vừa chơi Tết cả nhà ơi. Đây là hàng cúc thọ hương nha. Hoa to rất là to và đặc biệt là bông chùm rất là đẹp luôn ha. Rồi cây này cao là 1m3 và ngang là bao nhiêu đây? Ngang là 95, hoành nó tới 22 nha cả nhà. Cây này 3.7 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Hàng này thì em sẽ đóng kiện gỗ nha cả nhà. Đó, rồi tiếp tục là cây mã số 3. Cây số 3 cũng rất là đẹp nha cả nhà. Ủa, cây cúc cam đâu? Lên ngoài luôn hả? Để ghen cái cam vô luôn. Đó không phải cúc cam. Rồi đây đo cúc quý phi rồi phải không? Hay lên quý phi. Rồi em lên cây thứ ba là cây cúc thọ hương nha cả nhà. Hả? Cây nào? Thôi khỏi đi. Đây thôi khỏi đi. Rồi đây, cây này là cây cũ nở nha cả nhà ơi. Nở hoành nó là 18, cao là 1m3 và ngang là 1m luôn. Trời ơi, cây này quá tuyệt vời cả nhà. Đó, cây này thì em bán cũng với giá là 3.7 triệu nha. Củ nở rất là đẹp, 3.7 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển với chúng ta luôn ha. Cây này cành nhánh xum xuê lắm cả nhà ơi. Đây là một cây cúc thọ hương tán thông ha. Em bán giá cũng tương đối mềm nha cả nhà, 3.7 triệu bên em bao ship. Rồi cây thứ 4 là một cây cúc quý phi nha cả nhà ơi. Wow, lâu lâu mới có hàng cúc quý phi chơi Tết nha cả nhà. Bây giờ chờ em xíu, em sẽ lên cho cả nhà mình cùng xem một cây cúc quý phi nha. Cúc quý phi rất là đẹp luôn. Rồi đo cây cúc hoa hồng Thanh Tú lên luôn đi. Lên 5 em luôn. Ừ, đó rồi luôn hả? 5 em ra đo số đó, 5 em ra đo đất. Hả? Còn cây cúc cam hả? Lên luôn ha. Rồi, đây là hàng cây cúc quý phi nha cả nhà. Trời ơi nè, cúc quý phi hoa to, hoa không to nhưng mà hoa bông chùm không nha. Cúc quý phi chơi Tết nha cả nhà. Lâu lâu em mới có những cái cây nó tuyệt vời như thế này nha. Cái này là hàng của nhà em ha. Tất cả đều đã test mặt hoa cho nên là cả nhà yên tâm về mặt hoa nha. Đây là một cây cúc quý phi cả nhà ơi. Cây này hoành của nó là 17 nha. Cái cũ ở dưới đây là cũ nở 26 nha cả nhà. Đó, cao là 1m1 và ngang là 1m. Cây này em bán với giá là 3 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Ôi, bây giờ bán 2.9 triệu thôi nha cả nhà. Một số đẹp nha, 2.9 triệu bên em bao ship nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 5 là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú cực kỳ đẹp luôn. Cái hoành nó rất là to cả nhà. Hoành nó đến 35 luôn nha cả nhà ơi. Đó, loại này chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá ha. Lâu lâu thì em mới có những cái hàng VIP như thế này để giới thiệu với chúng ta nha cả nhà ơi. Đó, một cái em đế nôm nha. Đó, đế nôm rất là đẹp luôn. Hoành của nó là 35 nha cả nhà. Đó, một cái bộ đế nôm cực kỳ lực luôn nha. Đó, rất là đẹp cả nhà ơi. Cây này hoành của nó là hồi nãy là em đo 35. À, ngang là 70. Ủa, chị đo 35 xem đo có 29 nữa. Không, đó là 35 nha. Đó, cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Loại này vừa chơi hoa vừa chơi lá. Cây này em bán với giá là 4 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Ở một cây chân nôm lực cực kỳ lực luôn cả nhà. Ờ, 4 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Hàng cúc hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Trời ơi, cái bộ đế của nó nè. Ở cành nhánh thì rép rất là xum xơ ha. Cây này thì cũng đang có nụ kim cả nhà ơi. Loại này chơi Tết nha. Hoa hồng Thanh Tú 4 triệu một cây. Tiếp tục cây mã số 6 sẽ là một cây cúc cam hay còn gọi là hồng mai. Loại này cũng chơi Tết luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khiêng cây cúc cam nha.
còn gọi là hồng mai cả nhà. Wow, cây này phải nói là lấy chắc trên dưới 1.000 bon cả nhà ơi. Đó, cái hoành của nó là 26 nha, hoành là 26 cả nhà ơi. Đó, một cây cúc cam tàn thông nha. Đó, một cây cúc cam tàn thông rất là tuyệt vời luôn. Đó, bộ đế nha, em xây bộ đế cho cả nhà mình xem nha. Ở đây nha, hoành nè cả nhà ơi. Đó, đây, hồng mai nha cả nhà. Rồi, cây này em bán với giá là 3,5 triệu, bên em bao ship nha. Cây này hoành là 26, cao là 1m08, ngang là 1m14. Đó, đây là hàng cúc cam nha cả nhà ơi, hay còn gọi là hồng mai, loại này chơi Tết ok nha. Giá là 3,5 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Rồi, nếu mà ai thích cây nào, hãy alo. Thôi, thêm cây tiếng vô bông chùm luôn đây. Rồi, xuống, lên cây mã số 7 luôn. Lên hàng độc, hàng VIP thôi nha cả nhà. Một cây tiếng vua bông chùm. À, cái cây này hoành tương đối to nha. Hoành rất là to. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình cùng xem. Đó, trời ơi, đây là hàng tiếng vua bông chùm nha. Ôi, 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 méo, méo. Rồi, em sẽ cho cả nhà mình xem bộ đế. Trời ơi, nó lực sĩ luôn cả nhà ơi. Quá ti cái bộ đế nó bự ha. Nụ nè cả nhà, trời ơi, coi nè. Đó, tiếng vua bông chùm thì phải nói là nụ nó y như tổ ong luôn nha cả nhà. Đó, nụ y như tổ ong luôn. Đó, đây, tiếng vua bông chùm. Đo luôn. Lấy gì đúng nha, nha, nha. Trời ơi, cái này chơi Tết ok nha cả nhà. Chú ơi, nó đang có nụ quá trời luôn cả nhà ơi. Hồi Tết này em cho cả nhà mình xem á, cái cây của em á là nó nhỏ hơn cây này nữa, mà nụ nó như tổ ong luôn ha. Rồi, đo hoành giùm chị. Đo đây. Nhớ là hoành 39 hay gì. Ờ, hoành 39 nha cả nhà ơi. Rồi, cái chiều cao dáng bay bay. Đây, đo bay, đo bay. Đo bay nha. Rồi, đo bay. Đó, bay là nhiêu? 84. Rồi, tính 80 thôi cả nhà ơi. Đó, cây dáng bay này tính 80 thôi. Một cây tiếng vua bông chùm nha cả nhà ơi. Rồi, cây này em bán với giá là 3,000,000, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Ngày hôm nay em lên hàng độc, hàng lạ, hàng độ không nha cả nhà ơi. Đó, hy vọng là mọi người sẽ chọn cho mình được một cây ưng ý ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà nha.